Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Huỳnh Kha Vlog. Hiện tại Kha đang có mặt ở tỉnh Biên An Giang. Trước mặt Kha đây là một ngôi trường đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nghe những người dân xung quanh đây chia sẻ, ngôi trường này rất là linh thiêng. Người ta thường thấy những cái bóng trắng xuất hiện bên trong ngôi trường này lúc chiều chạng vạng và ban đêm. Hôm nay Kha có mặt ở đây để ghi hình gửi tới quý vị và các bạn anh chị xem, để khám phá xem thử bên trong ngôi trường này có những gì mà người dân xung quanh đây chia sẻ như vậy. Mời cả nhà hãy đồng hành video cùng với Kha để bước vào bên trong ngôi trường này nhé. Và Kha vừa mới bắt gặp được hai bé gái đi ngang đoạn đường này. Bé cho anh hỏi là mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ 12 tuổi. À, 12 tuổi chú kêu bằng cháu được á. Cho chú hỏi là mình sống ở đây hả bé? Xe của chú. Bé cho chú hỏi là mình sống ở đây hả? Dạ đúng rồi. À. Dạ. Con cho chú hỏi là cái trường học này bỏ hoang bao lâu rồi? Dạ tầm 5-6 năm trước rồi chú. 5-6 năm rồi đúng không? Dạ. Chú nghe người ta nói là ngôi trường này ma nhiều lắm hả? Dạ đúng rồi. Dạ nhiều lắm chú. Con đã từng thấy chưa? Dạ rồi. Con thấy như thế nào, con thể kể chú nghe được không? Dạ hồi lúc con chở xe đạp á, chở nhỏ này nè. Ừ. Cái con chạy tới đằng chỗ này nè, cái con chở nó lại đằng cái chỗ cái cua đó đó chú. Ừ. Cái lúc trở lại cái đống đá đó đó nha, con nói lộn, là con kêu nó leo lên xe con á để con chở nó đi về. Ừ. Cái lúc đó đó cái nó tưởng nó leo lên rồi, cái con mới chạy một hồi, cái lại cái cua đó đó, cái nó mới chạy lại theo con, nó nói nãy giờ mày chở ai có gian ạ? Con nói nãy giờ chở mày chứ ai, là ngay cái chỗ cái khúc đó đó chú. Là rốt cuộc là con chở ai? Dạ con không biết nữa, nó thấy á. À đây là bạn của con hả? Dạ không, em họ. Dạ em họ. Dạ. À, em bao nhiêu tuổi rồi, thấy cũng lớn rồi. Dạ 17. 17 rồi, kêu bằng em đi. Em lúc đó em thấy bé chở cái gì mà em lại hỏi như vậy? Dạ chở nguyên cái bóng màu đen luôn á, mà hình dạng con trai á. Ghê vậy? Dạ. Là thấy ở đoạn nào em? Dạ thấy từ cái khúc này luôn đường. Cái gì vậy? Chở cái đoạn này hả? Dạ. Lúc đó là khoảng mấy giờ? Dạ tầm 6 mấy 7 giờ. Canh tối hả? Trời ơi, mà con chở ai mà con không biết luôn hả? Dạ không, tại lúc đó tưởng là anh chở nhỏ này nè. Chiếc xe có nặng không? Dạ có, nặng tới mức nổi mà cái bánh nó xẹp nửa khang vậy luôn nè. Wow. Dạ, con chạy mà tới cái khúc đó con dừng lại, con mới quay đầu lên hỏi nó đó. Ừ. Con thấy nó đi lúp xúp mới có tới đống cát à. Ngay lúc đó nó mới lại nó khều nó hỏi con á. Rồi mình chở như vậy rồi từ cái ngày đó mình về mình có cảm thấy trong người mình khó chịu hay bị gì không? Dạ không. Tại lúc đó nó nói con xong rồi cái con sợ lắm luôn. Cái 2-3 ngày sau cái con mới quên. Con mới quên cái con đi ngang chỗ này. Vậy á. Vậy là chắc là cái hồn ma nó ở trong ngôi trường này phải không? Dạ, đâu ở trong đây. Con có thường nghe ai nói là người ta đi ngang đây người ta thấy những cái bóng trắng xuất hiện ở bên trong ngôi trường này không? Dạ, người ta chỉ nghe tiếng động thôi à, chứ người ta không có thấy người. Nghe tiếng động hả? Dạ. À, chỉ có con là người duy nhất mà chở được hồn ma? Dạ không, ý của con nói là con thấy nhưng mà có mấy người kia, có nhiều người cũng thấy rồi. Ừ. Dạ. Nhưng mà cái điều đặc biệt là con đã chở được phong nó ở trên chiếc xe đạp của mình. Dạ. Vậy là con quá dữ rồi. Lần đầu tiên luôn các anh chị, một bé gái 12 tuổi mà chở hồn ma trên chiếc xe đạp của mình mà không biết luôn. Quá ghê gớm. Vậy con có thường xuyên đi cái đoạn đường này không? Dạ cũng có thường xuyên, mà từ lúc mà thấy cái đó đó là con ít đi lại á. Ừ. Dạ. Rồi canh tối là chắc chú nghĩ chắc không có dám đi đường này đâu ha? Dạ không đâu. Sợ luôn? Dạ. À. Khung đây rậm rạp quá các anh chị. Như những lời người ta chia sẻ thì đúng rồi. Và như lời bé này á. Con tên là chị? Dạ, tên là Lùng. Lùng hả? Dạ. Thấy cao mà đâu Lùng đâu. Còn em tên là gì? Em tên Dạo. À, vậy bây giờ hai chị em đang đi đâu đây? Dạ, đi gài chim. Đi gài chim hả? Dạ. Là mình bắt chim bán hay là sao em nuôi? Dạ, bắt về nuôi xong rồi bán á. À, cái bẫy hả? Dạ. Mỗi lần mình gài mình bắt được bao nhiêu con chim? Dạ, mấy hôm gài mới đi ạ. Mình có bán không? Dạ, có. Một con chim gì em bán khoảng bao nhiêu tiền con? Tầm 200 hoặc là 300. À, lâu lâu mình mới bắt được con chứ ha? Dạ.
Vậy bây giờ tính đi đâu để gài đây? Dạ đi xuống dưới kia kìa, mới thấy một đống ở dưới kia kìa. Một đống chim luôn hả? Dạ. Ghê quá. Vậy chú cảm ơn con đã chia sẻ cái câu chuyện khá là ghê gớm ở khu vực này nha. Dạ. Bây giờ chú chúc con đi bắt thật nhiều chim để bán thật nhiều tiền nha. Cảm ơn con. Ngôi trường này nằm ở mặt đường nhưng mà nhìn vào bên trong rất là ghê luôn các bác anh chị. Người ta thường xuyên nói là cứ chiều chạng vạng là nhìn thấy những bóng trắng xuất hiện ở trong ngôi trường này, thoáng qua thoáng lại rồi rồi mất, lúc ẩn lúc hiện. Hello. Ngôi trường này chắc là bỏ lâu lắm rồi cho nên là những cây tre mọc chằng chịt rậm rạp quá. Cái này nhìn giống như là cái trang thờ vậy cả nhà. Một cái điều kỳ lạ mà cô bác anh chị có thể thấy là ngôi trường học mà tại sao lại có cái vị trí của trang thờ ở đây, nhưng mà chắc đã bị dỡ bỏ rồi. Chắc là ở dưới đây là những cái vị trí của đồ thờ bị rớt xuống vào bể này các bác anh chị. Chắc cũng lâu lắm rồi. Như lời của bé kia chia sẻ thì bỏ hoang cũng được mấy năm rồi. Ở đây mặc dù là mặt đường đi thôi nhưng mà rất là rậm rạp. Và trong đây có những cái cây cổ thụ rất là to này. Như lời của bé gái hôm nay chia sẻ thì không có ai dám vào bên trong ngôi trường này lúc chiều tối vậy, bởi vì rất là ghê gớm. Mà thật sự nó âm u thật cả nhà. Ui. Sau đây là nguyên một hàng tre luôn cả nhà ơi. Phải nói ở một cái vị trí như thế này thì nói về tâm linh chắc chắn là có rồi. Ôi. Những miếng kính ghê quá. Đây chắc là một cái vị trí của cái tủ đựng đồ quần áo của học sinh á. Hello.
Má ơi, cái gì vậy? Hết hồn. Wow. Mình nói thật với cô bác anh chị nha, khi mà cái không khí nó đang yên, đang lặng, mình đang rất là tập trung, và một cái âm thanh bất ngờ nó xuất hiện thì mình phải nói là cho dù ai có gan dạ đến cỡ nào cũng giật mình thôi. Đó là một cái chuyện dĩ nhiên của phản xạ con người của anh chị. Chứ mình chắc chắn là không có ai mà nói là từ ta đây là gan dạ lắm đâu. Đem một cái không khí rất là yên tĩnh như vậy mà tự nhiên có một cái âm thanh cái đùng như vậy thì chắc chắn phải giật mình. Và cái điều bí ẩn là cái âm thanh đó từ đâu ra mới là một cái chuyện để nói. Vừa rồi mình nghe hình như ở trên La Phong này nè. Ôi xương con gì. Cái gì trong kia vậy trời? Mình mới nghe rõ ràng cái gì trong kia của bác anh chị. Mới nghe bên trong phòng này nữa này. Mới nghe bên trên La Phong ở trong phòng này. Ui, bước vô nữa rồi kìa. Quay. Giờ này bước vô lại nổi ốc hết trời. Khá là kỳ lạ. Những âm thanh liên tục xảy ra ở trên nóc nhà. Trong đây còn có cái ly nè. Không biết là có ai vào đây để cúng hay không. Bỏ lâu năm dán nhậm nhiều quá. Hello. Ở đây có cái ly rất mới luôn nè. Hình như ai vào trong này để cúng của mấy anh chị. Mới nghe âm thanh gì nè. Âm thanh lục lục bên đây nè. Mới nghe âm thanh lục lục bên căn phòng này của anh chị. Cái giá cái gì 500 nghìn.
sau này quay trong bụi tre khá gớm không? Ui, trong căn phòng này nó nát quá. Người quá cả nhà ơi. Những cái này mà mình nghĩ chắc gió mạnh một chút là nó sập liền. Bởi vì lâu quá nó mục nó rơi ra hết rồi nè. Gì vậy? Mới có tiếng rế, tiếng gì vậy? Sao mình có cảm giác cứ như ai sau lưng mình ấy? Cái gì nữa vậy trời? Không biết âm thanh từ đâu nãy giờ cứ cà rụp hoài nha. Nhìn nét người quá cả nhà. Có con ốc gì màu trắng kỳ lạ quá này. Mốt gì giống mốt máu vậy ta? Mốt gì giống mốt máu rồi cô bác anh chị? Ui, không biết là vết gì nữa mà mình nhìn thấy rất giống mốt máu, không biết có đúng hay không nữa. Ừ, cái căn phòng nhìn ghê thiệt. Những cái dây leo này thầm thầm xuống mình nhìn mình cứ tưởng những con rắn nó giống quá không anh chị. Tiếng gì vậy ta?
rảnh quá đi qua không được. Bây giờ để mình vào đây mình mời họ một điếu thuốc coi thử họ có chứng hay không nha cả nhà. Chỗ đây cây lá rất là nhiều, để chỗ này cháy. Để bên chỗ trống. Hôm nay tôi tới đây thành tâm để khám phá tâm linh ghi hình và chia sẻ, không có ý quấy phá tới chư vị khuất mặt ở đây. Nay mời chư vị khuất mặt ở đây một điếu thuốc, mong chư vị hiển linh chứng hộ phù hộ cho tôi được bình an vô sự, ta vào niệm khỏi nha. A Di Đà Phật. Mời điếu thuốc để coi họ có chứng không các anh chị. Ủa nó thuốc tắt hay gì? Còn cháy, còn cháy.
chút xem coi có gì không anh chị. Ở đây thì xe cộ chạy qua lại rất là ồn, bởi vì ngôi trường này gần đường quá. Điếu thuốc tàn rất là lâu. Lại có âm thanh. Những hiện tượng xảy ra bên trong ngôi trường bỏ hoang này, từ nãy tới giờ mình cảm thấy cũng từ nãy tới giờ những hiện tượng xảy ra bên trong ngôi trường hoang này mình cảm thấy cũng khá là bí ẩn và khá là kỳ lạ, với những âm thanh không biết lý giải từ đâu. Cô bác anh chị nghĩ sao về những lời của bé lúc nãy chia sẻ nữa, và những điều xảy ra từ nãy tới giờ? Hãy để lại một comment cho mình biết nhé. Bây giờ có lẽ kênh kết thúc video đây. Cảm ơn quý bà các anh chị đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình. Xin hãy để lại cho Kha một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Kha có thêm nhiều tương tác. Bây giờ xin hẹn gặp lại các bác anh chị ở một video tiếp theo. Bye bye.